Nếu như cuộc đời này mà không đẩy chúng ta vào những hoàn cảnh khó khăn, nếu như cuộc sống của mình không rơi vào những cảnh tình ngang trái, thì chắc chắn không thể nào chúng ta nhìn thấu được lòng người. Theo thống kê của tổ chức VCT, tức là Viện Chuyên Tu, mà nói VCT cho nó sang, ta tưởng là mà nói một cái tổ chức hiệp hội quốc tế nào tiếng Anh thì, con người ta đau khổ 80% vì lòng người thay đổi. Khi mình nghèo đó mình chỉ khổ thôi chứ mình không có đau, phải không quý vị? Mình thiếu cơm, thiếu áo, thiếu nhà, chúng ta khổ thôi chứ chúng ta không đau. Nhưng mà có nhiều người họ thừa tiền, họ dư áo, họ lắm nhà, nhưng họ rất đau khổ là vì lòng người thay đổi. Cái này là một cái số thống kê tương đối chuẩn xác. Thầy sau kết lại những lần tiếp chuyện các Phật tử, những Phật tử buồn, những Phật tử phiền não, những Phật tử mà có những tâm sự tới để xin Thầy một lời khuyên, thì hầu như là nó gắn liền tới những cái nguyên nhân người thân của họ phản bội, người thân của họ làm những cái chuyện mà khiến cho họ phải tan nát cả trái tim. Cho nên Đức Phật dạy thứ đáng sợ nhất là lòng người. Bởi vì lòng người rất khó tin, lòng người rất khó hiểu, lòng người rất khó đoán, lòng người rất khó phân biệt. Chính vì lòng người đáng sợ như thế, cho nên Đức Phật dạy chúng ta hãy sống chân thật, vì nhất định trong cuộc đời này sẽ không bao giờ trời đất phụ người chân thật. Hoàng thiên bất phụ hảo tâm nhân, tức là trời cao đó không bao giờ phụ cái người có lòng. Lòng đây là muốn nói về lòng chân thật, chữ hảo tâm. Hảo tâm nhân tức là người có lòng tốt, mà lòng tốt đây là lấy nền tảng của chân thật tâm làm chuẩn. Họ gieo nhân gian dối, họ sẽ gặt lấy quả báo. Chúng ta cứ sống chân thật, tuy rằng chúng ta rơi nước mắt, nhưng mà chúng ta nhất định phải thay đổi cái nhân này. Chứ còn nếu như chúng ta cứ gian dối ngược lại, thì trong cái dòng tuần hoàn của nhân nhân quả quả trải dây dây trải như thế sẽ không kết thúc, sẽ không có đoạn kết. Cũng phải gặp lại họ, rồi lại tiếp tục chịu sự tổn thương, đau khổ bởi sự gian dối. Có những lúc Thầy thấy các Phật tử muốn tìm cách tránh xa những con người giả tạo, khi nhận ra được lòng dạ của họ khó lường, thì Thầy có khuyên các Phật tử đó mình tránh xa cũng không có được. Chắc chắn mình sẽ gặp lại người khác cũng y vậy, là do cái nghiệp của mình gắn liền với những cái nhân gian dối từ trong quá khứ, cho nên bây giờ chúng ta phải chịu lấy kết quả. Khi mình đã gieo cái nghiệp như thế rồi thì mình tránh đi đâu được. Sự thay lòng đổi dạ của nhiều người khiến cho chúng ta dần dần mất niềm tin vào cuộc sống. Đau đớn nhất là người mà chúng ta tin tưởng nhất, họ phản bội mình. Ở cấp thấp thì chúng ta buồn cái người phản bội, nhưng mà ở cấp cao, buồn mà cũng chia ra hai cấp nha. Cấp thấp là mình buồn cái người đó, mình buồn cái người phản bội mình,
Nhưng mà người buồn cấp cao đó, tức là họ mất đi một người thân, tại vì mình không tin họ nữa, mình mất niềm tin đối với họ, lòng tin của mình không còn nữa, cái đó mới là cái đáng buồn. Cuộc sống thì bộn bề, quý vị hãy bước ra tất đường để đi kiếm tiền, đi kiếm sống, thì quý vị phải đối diện với những thứ phức tạp của cuộc sống này. Có những thứ phức tạp nó len lỏi vào những cái nơi mình tưởng chừng là sẽ không bao giờ có. Thí dụ như trường học, một cái đứa con nít thôi, học lớp 3 thôi, nó cũng đi học thêm. Trời đất ơi, thầy hỏi học lớp 3 ra học thêm cái gì? Cấp 1 á, lớp 1 cũng có học nữa hả? Ủa lớp 1 học cái gì? Vậy chứ mấy thầy cô giáo vô trường dạy gì mà phải nó phải đi học thêm? Thầy nhớ hồi nhỏ thầy không có đi học thêm, thầy duy nhất chỉ có đi học thêm năm lớp 12, chuẩn bị thi tốt nghiệp thầy phải học thêm nữa. Mấy thầy cô giáo hồi xưa cũng không có dạy, chỉ dạy kèm thôi. Bây giờ lớp 1 cũng đi học thêm nữa hả? Thầy thấy cái đó cũng phức tạp. Rồi phải học thêm đúng cái cô giáo đó, chứ học thêm cô giáo khác là vô lớp là cũng không không yên. Phức tạp tới mức cô giáo bây giờ phải quỳ gối để xin lỗi phụ huynh học sinh. Trời ơi, ngành giáo dục đau lòng quá. Thầy cũng làm ông giáo, cho nên thầy thầy coi cái đó, thầy đọc cái thông tin đó thầy buồn dễ sợ. Các ban giám hiệu của cái trường nó làm cái gì mà để cho giáo viên của mình bị người ta sỉ nhục như vậy? Tội nghiệp quá. Cô giáo này mới sanh xong 2 tháng, phải không quý vị? Mà bắt quỳ, chắc chắn cô giáo này rất là kiên nhẫn. Họ có những cái nỗi khổ, vì rơi vào cái hoàn cảnh là sẽ có thể bị đuổi việc đó, bị đuổi dạy. Bây giờ giáo viên dư mà, đâu phải dễ mà xin vô biên chế. Thầy hiệu trưởng không biết làm sao để cho nhân viên của mình, giáo viên trong trường mình bị chà đạp như vậy. Họ chà đạp cả cái ngành giáo dục, họ xúc phạm đến những người đứng trên bục giảng. Chứ bao giờ có cái chuyện mà cô giáo phải quỳ, thầy giáo phải quỳ trước sự bắt nạt của phụ huynh. Thế mới biết được xã hội này nó phức tạp đến mức nào. Vô chùa có phức tạp không quý vị? Có không? Có. Làm gì không dám nói, sợ mất lòng à? Có không? Nói cho lớn rồi, có không? Nó còn kinh dị hơn. Là tại vì sao? Tại vì những người đi học đạo mà không có thể hiện được một cái chất đạo gì hết, đi chùa mà không có tu tập, ông bà mình gọi là quỷ chùa đó, đi phá chùa đó, thì cái đó có phải kinh dị hơn không? Có phải phức tạp hơn không? Đi học nhân quả mà không sợ nhân quả. Trời ơi, đi vô chùa mà đi nói xấu chùa. Đi học đạo với ông thầy mình mà nói xấu ông thầy mình. Kết bè, kết đảng, chửi với nhau trên Facebook. Tệ quá. Thầy bây giờ thầy hỏi quý vị nè. Giữa cái cuộc sống bộn bề, phức tạp như vậy, tìm được một người chân thành đối xử với mình, họ sống một lòng một dạ, hiếm lắm. Thật sự chúng ta chỉ cần vậy thôi, đó là hạnh phúc lớn nhất rồi. Cho nên dạng người quen không có mấy người thân là vậy đó. Mình quen khắp cả thiên hà, tri kỷ được mấy ai, là cái người sống chân tình với mình, sống hết lòng hết dạ với mình. Hôm nay thầy trò mình sẽ nhìn thực tế vào cuộc sống.
nhìn thẳng và chúng ta tư duy những cái mà chúng ta nghe, những điều chúng ta chứng kiến và những thứ mà chúng ta trải nghiệm và những con người mà chúng ta đã từng gặp. Dưới dòng vô thường, qua suy nghĩ của Phật giáo, để chúng ta có một trạng thái tâm lý tốt hơn, không phải bị phiền não chi phối nữa. Rất là mong tất cả quý vị hoan hỷ bởi những điều mà thầy nói, nó rất là thẳng. Thầy tin rằng quý vị sẽ hiểu điều này là tại vì sao? Tại vì trong đây 50% các Phật tử lớn hơn tuổi thầy, thì cuộc đời của quý vị nó gia chạm nhiều hơn thầy. Thầy trong chùa tiếp xúc nhiều hơn quý vị đó. Thầy tin chắc quý vị không có tiếp xúc nhiều bằng thầy, nhưng mà gia chạm thầy không bằng quý vị. Khi quý vị đi kiếm sống, quý vị sẽ bảo vệ gia đình, sẽ bảo vệ người thân và bảo vệ chén cơm manh áo của mình, bắt buộc quý vị phải gia chạm. Thầy ở trong chùa thì thầy không có gia chạm, kệ. Con chó chạy ngang, họ nói con voi cũng được. Con chim bồ câu bay qua, họ nói con phượng hoàng cũng xong. Mình biết vậy thôi. Bởi vì trong cuộc sống có nhiều người mình thấy tốt, chưa chắc. Có nhiều người tệ, cũng chưa hẳn. Họ tệ với người này nhưng mà họ có khi họ tốt với người khác. Họ tệ ở cái mặt này nhưng họ sẽ tốt mặt khác. Còn có nhiều người cứ luôn thứ này thứ kia tốt này kia, trời ơi lo này lo lắng kia. Xin thưa, chưa tới lúc. Tới lúc rồi nó cũng mọc 8 cái nanh. Đấy. Có nhiều Phật tử nhắn tin cho thầy vui lắm, sư phụ ơi con lo lắm. Đầu năm đầu tháng tự nhiên mình nghe câu đó mình cũng không biết chuyện gì, hỏi lo gì vậy con. Trời ơi con lo, bây giờ có nhiều yêu tinh nó thèm thịt đường tăng lắm sư phụ. Lãng dễ sợ. Trời ơi, thầy già 50 tuổi rồi người ta thèm cái gì? Ngộ ghê vậy, lúc hai mấy 30 tuổi còn còn con trai nheo nhẻo đó, không ai dòm ngó, tự nhiên bây giờ ông già rồi ngó gì mà đành đạn. Trời con lo ghê lắm. Nó bóng nó gió vậy, giờ nhiều yêu tinh lắm, nó thèm thịt đường tăng lắm. Sư phụ nói thì muốn ăn thì cứ tới mà ăn. Đó. Nhưng mà có một vài chỗ là không ăn được đâu nghe con. Chứng tỏ là trong cuộc sống này cũng có rất nhiều người quan tâm mình, có nhiều người thương yêu mình và thật lòng với mình. Cho nên kỳ dư gặp những chuyện dông bội của cuộc đời, thôi lên đường. Mình không phải bận lòng làm gì. Quý vị làm được vậy không? Nói dễ quá, làm khó lắm. Nhắc tới tên nhiều khi mình còn ấm ức, phải không quý vị? Cho nên có nhiều lúc mình cực đôi mà nó đừng có nhắc cái tên đó nữa. Đừng nhắc cái tên đó với tôi nữa, tôi không bao giờ muốn nghe tới cái tên đó nữa. Khi mình nói như vậy có nghĩa rằng là cái tên đó nó lại hằn sâu vô trong cái ký ức của mình thêm một lớp nữa. Tức là mình thêm phiền não bởi sự sân hận. Gốc gác vẫn là sân hận mà ra. Thì ở trong nhà quý vị thường gặp mấy cái vấn đề này. Gặp nhau hoài. Thôi thì cuộc sống này nó phức tạp, chúng ta không thể thay đổi được, vì đó là bản chất của cuộc sống. Và con người cũng vốn là vô thường, từ thân cho tới tâm. Đó là quy luật chung của tất cả các pháp hữu vi. Pháp hữu vi tức là những gì chúng ta có thể thấy, nghe, biết được gọi là hữu vi. Tức là nó có hình tướng, nó có cái gì đó để cho chúng ta có thể suy nghĩ về nó, có khái niệm về nó, cái đó gọi là pháp hữu vi. Hữu vi tức là nó có sự tạo tác. Thí dụ như cái bàn, cái nhà, thí dụ như tình yêu, vui buồn, tất cả những cái đó cũng gọi là pháp hữu vi. Thì tất cả những thứ đó nó đều bị chi phối chung hai chữ vô thường. Khi chúng ta bằng lòng được,
và chấp nhận được cuộc sống là phức tạp, con người là vô thường, lòng người vốn hay thay đổi, thì xin thưa với lại quý vị, không có gì để mà chúng ta bàn luận thêm về cái sự khó lường, khó đoán của con người, mà chúng ta chỉ biết rằng những thứ đó nó là những bài học quý giá để giúp cho chúng ta nhận chân được bản chất của cuộc đời. Buồn đó, nhưng mà không có giải khờ gì buồn suốt đời. Hận đó, kẻ bạc tình mà, nhưng mà không có lấy máu của mình viết lên 4 chữ tiền tình tù tội. Hận chút thôi, mình cũng phải sống. Anh ấy muốn mình chết à, tôi không có dại khờ, tôi chết cho anh vui đâu. Tôi phải sống, tôi sống mà tôi còn làm cho tôi đẹp lên, để cho anh hối hận suốt đời là anh đã sai. Phải không? Trời, có nhiều bà trả thù ghê lắm quý vị, bị chồng phản bội. Chỉ vì già, chỉ vì xấu, thế là cố đi kiếm tiền tân trang lại. Làm đàng hoàng, nuôi con cái thành đạt. Bất kể anh kia làm cái gì, chị này cũng đi tới dự hết, sự kiện gì đi tới như một nữ hoàng lộng lẫy, để cho anh biết rằng anh đã sai rồi, bỏ nữ hoàng để đến gần con chuột lát. Trời ơi, thầy nghe cái đó thầy thấy kinh khủng thiệt. Thầy nói tại sao con phải làm như vậy? Bây giờ thầy hỏi thiệt con nè, con đến đó lòng con có yên không? Khóc liền. Còn yêu mà, còn thương cho nên mới hận như vậy. Thầy nói khỏi đi con, khổ bấy nhiêu đủ rồi, đừng có giả tạo thêm nữa, sống thật với mình đi. Thôi, thay vì đi bỏ tiền ra làm mấy cái điều đó vô bổ lắm, mình làm từ thiện. Tại vì mình không có cái phước mình đẹp về dáng dốc, thì mình hãy làm đẹp tâm hồn. Mình không có phước để mà có được một người chồng chung thủy giống như ai kia, thì mình tu tạo công đức để làm một cái nền tảng vững chắc cho các con của mình tự tin bước vào đời. Mẹ bị phản bội, nhưng mẹ là một người đàn bà vĩ đại nhất trên cuộc đời này. Và trái tim mẹ là một món quà lớn nhất mà cuộc đời đã tặng cho con. Thầy dạy như thế có ép chị em phụ nữ lắm không? Có không bà Diệu Chí? Tại bà không có đau khổ cho nên bà nói không. Phải không? Thử coi bà đi rước bà hai về cho ổng, rồi bà thấy cái cảnh. Thưa với lại quý vị, tại vì thầy khách quan, thầy nói nó dễ hơn. Cái thứ hai, thầy nhìn dưới cái nhìn của Phật học để hóa giải những hận thù, cho nên dễ dàng khuyên can. Nhưng mà người trong cuộc họ đau khổ lắm, họ không vượt qua. Có nhiều người không vượt qua được tự tử. Thầy nói tự tử gì, một cái con người phản bội có đáng không con? Trời, tự tử mà còn báo trước cho thầy nữa. Nếu như mình muốn chết mà có báo người ta, mình chết không quý vị? Cái người mà giống trống khua chuông báo tôi tự tử, chứng tỏ rằng người đó rất ham sống, rất sợ chết. Cái này gọi là làm reo, làm eo á. Thầy nói không nên nữa, mình không có nên chết vì cái người đó. Người đó không phải xứng đáng. Mình để lòng của mình cho nó trong sáng, cho nó nhẹ nhàng, để mình đi qua cái đoạn đường này, tiếp tục hóa giải tất cả những muộn phiền. Nói ngọt thì yêu, tiền nhiều thì quý. Câu nói này có đúng không quý vị? Đúng không? Nếu như là đứng về xã hội học, qua cái tâm tham của con người, thì câu nói này đúng. Chắc chắn chúng ta không thể nào vui vẻ với một cái người mà hay nói sẵn với mình, nói cay cú,
nói mà thọc thẳng vào trong cái điểm yếu của mình. Còn cái người mà lúc nào nó cũng thầm thì bên tai, chị dễ thương lắm, anh sang trọng lắm, thì đương nhiên cái đứa đó nó dễ thương với mình rồi đó. Nó nói ngọt, hãy mà nói ngọt thì chúng ta yêu à, tiền nhiều thì quý à. Có đúng cái tiền nhiều quý không quý vị? Cái này nó cũng đúng ở một phần nào với một số đối tượng sống nặng về vật chất, sống thực dụng. Chứ có nhiều người người ta không thèm tiền đâu. Thầy biết mà, có nhiều người ném tiền vô mặt người khác mà, mặc dù không có tiền đi chích thuốc. Ngon vậy đó. Thở lên thở xuống ngáp ngáp vậy thì cứ cắm bình oxy vô là sống lại thôi. Vậy mà ta đem tiền tới dục vô mặt ta không thèm. Cái này là chảnh ghê gớm luôn. Người ta có thể bằng tất cả mọi cách để có tiền. Lúc đó người ta sẽ nói cho mình nghe rằng phương tiện, hoặc giả là trong cái khúc quanh cuộc đời họ phải làm như thế, rồi họ sẽ trở lại điểm xuất phát ban đầu, họ sẽ trở lại con người thật của họ. Nhưng chắc chắn không thể. Hãy mình đi vô cái hãng nước mắm thì mình đi ra cái người mình đã có bám nước mắm, tắm mấy lần mới sạch, chứ không thể nào mà một lần nó sạch được. Mình đi vô cái hãng làm nhang thì mình đi ra cái người của mình nó sẽ thơm mùi nhang. Cái sự ảnh hưởng đó nó có. Tết này có một rất nhiều Phật tử đi tới chùa xin cúng sao. Dạ thầy cúng sao, rồi coi tuổi coi tác rồi này kia cái nọ. Thầy nói thứ nhất là đừng có tin vào cái tuổi con này con kia. Họ nói tại sao vậy? Thầy nói bởi vì mình là con người, tại sao mình phải gắn con khỉ, con gà, con chó, con dê vô người mình, phải không? Trong khi mấy cái con đó là súc vật, mà đi gắn nó vô người mình chi vậy? Mình là con người, mình phải tu tập rất là nhiều cái nhân tố tốt, mình mới được làm người. Giữ năm giới nghiêm túc mới đầu thai được làm người. Tự nhiên mắc cái mớ gì mà đi gắn mình vô mấy cái con mà nó không có ra gì hết. Hỏi thầy tuổi gì nữa chứ trời ơi. Thầy nói tuổi con le le. Cứ hỏi tuổi hỏi tác à. Là tuổi năm nay là con hợp với ai, đi làm ăn với ai hợp. Đủ thứ cho thầy cắt ngang liền. Thầy nói thầy không bao giờ tin cái này, bởi vì mình là con người cho nên không có gắn mấy cái con đó vô. Không có cái con gì hết á. Họ nói trời ơi, ông bà mình cũng nghe theo đó mà. Thầy nói ông bà mình cũng chưa chắc là đúng. Họ còn nói cái này là văn hóa mà. Thầy nói văn hóa cũng chưa hẳn. Nó chẳng qua là những chuyện của người trước làm, đời xưa làm, để chúng ta gán cho nó là văn hóa thôi. Cái nào nó đúng thì chúng ta thực tập theo. Hơn nữa mình là Phật tử thì Đức Phật dạy mình rồi. Tất cả chúng ta gieo nhân gì chúng ta thừa hưởng cái quả nấy. Chứ làm sao mà cái con này nó gắn với con kia vậy? Chứ hai vợ chồng cưới nhau có coi tuổi không? Có coi ngày không? Vậy tại sao lúc ly hôn coi ngày tốt để mình ly hôn mãi mãi? Vậy chứ lúc khai trương đó, mở doanh nghiệp đó có coi ngày không? Có ngày. Nhưng mà khi bố cáo giải thể không coi ngày đăng báo đi con. Không tin. Thầy không bao giờ tin cái ngày giờ tốt xấu này. Bởi vì thầy tin Đức Phật. Đức Phật là đấng giác ngộ. Đức Phật nói rõ trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, không được tin cái chuyện mà coi sao, tính số con người, bói toán kiết hung vân vân. Mấy cái này thầy có học quý vị, sư ông có dạy. Học để không bị lừa. Thí dụ như tuổi nào nó hại với tuổi nào, chia từ cung này, giá tí chân ất sửu tốn hải trung kim bính dần khảm đinh mão càn lô trung quả, tính ra được hết cung hạn. Tính hết. Sáng nay cũng có Phật tử đưa cái giấy tới. Thầy thầy coi dùm con cái thanh minh này, con bóc cốt cha mẹ con. Con có kỵ mấy cái tuổi này không? Thầy biết cái bà này bà tin là thầy đâu có bác ngang. Thầy nói thanh minh là khỏi coi con. Nó không kỵ gì hết. Cứ vô thanh minh làm. Không kỵ gì hết. Làm đi tốt. Kỵ cái gì mà kỵ? Trời đất ơi. Người thân của mình chết.
thì mà ít nhất cũng tới mình coi mặt lần cuối, phải không? Không dám vô, sợ kỵ. Kỵ là làm sao? Không lẽ mình vô mình nhìn nó cái mình ngã đùng ra mình chết theo nó à? Thiệt là đau lòng quá đi à. Phật tử đó, Phật tử đi tu đi học mà cũng cứ tin là nhờ thầy cúng sao cúng hạn rồi đủ thứ chứ. Năm nay con sao thái bạch, sư phụ cúng giùm con, tại vì con nghe nói thái bạch thì sạch nhà. Thầy nói chứ không lẽ dơ nhà, sạch nhà thì phải mừng chứ, hết rác, nhà lúc nào cũng sạch á, coi như mát mẻ thoải mái. Nhà dơ là nó sanh bệnh, mà sanh bệnh là tốn tiền, phải không? Đối tác tới thấy cái nhà mà như cái sở rác thì thôi, người ta đâu dám tới nữa. Cho nên thái bạch sạch nhà, thì như vậy cầu một chục cái thái bạch đó nó sôi hoài, vậy nhà quanh năm sạch hết. Sao nào mà chiếu mình khổ quá đi. Tại sao hai anh em nó sanh đôi, cùng năm, cùng tháng, cùng ngày, cùng giờ, mà một đứa thì nó giàu, còn một đứa thì nó họ Tàn tên Mạc. Một đứa thì nó hạnh phúc, còn một đứa thì thôi, nó không có đầm ấm trong gia đình. Thì như vậy sao nào chiếu nó, hạn nào chiếu nó, thì giải hạn cho đứa nào, phải không quý vị? Gắn tới cái nghiệp từ trong quá khứ hết, đừng có tin. Cho nên á, Phật tử cứ tin vô mấy cái chuyện đó hoài, thầy nó không có đúng. Đừng có tin tuổi tác tuổi gì hết á, mấy cái đó Đức Phật dạy mình nên nghe Đức Phật. Cứ nói là ông bà nói này nói kia nói nọ cho nên con phải nghe, nói vậy thôi. Thầy biết chắc ở trong đây Phật tử 80% đi cưới dâu đi gả con cũng coi tuổi coi ngày, phải không quý vị? Có không? Cũng đi coi, biết nó không đúng cũng đi coi đó, tăng thêm thu nhập cho mấy cô mẹ thầy bói. Bữa nào thầy phải mở một cái khoa, một cái phòng bói toán cô ngày cô giờ ở đây, kê bản giá rõ ràng, coi đám cưới 10 triệu, coi hốt cốt 2 triệu thôi, tại người ta chết tang thương lắm, coi ngày chôn 500, coi khai trương 50 triệu, coi chi. Chọn ngày nào cho nó thuận lợi trong gia đình mình, người thân mình, bạn bè mình, công chuyện mình. Ngày đó là ngày tốt nhất quý vị. Thầy có trả lời trên lá bồ đề đó. Không có ngày tốt, ngày xấu, mà chỉ có lòng của người thiện và ác mà thôi. Hãy lòng người thiện thì nó chiêu cảm tới cái quả tốt, còn lòng người ác thì nó sẽ chiêu cảm lấy cái quả báo xấu. Chuyện đó rõ ràng, chúng ta không có cần phải suy nghĩ nhiều. Chúng ta phải hiểu được bản chất cuộc sống là phức tạp vô cùng, và không thể nào chúng ta có thể được một cái đời sống hài lòng trọn vẹn. Quý vị phải hiểu nguyên tắc này, phải bằng lòng với lại cái cuộc sống không tròn đầy, thì chúng ta mới không khó chịu khi cái sự đổi thay của con người. Chứ còn không mình cứ trách hoài. Người ta nói xã hội đồng tiền thì anh em cũng thành là nước lã. Tức là đồng tiền nó chi phối tới mức anh em phải thưa kiện với nhau để mà tranh giành tài sản. Thì vấn đề này nó xảy ra nhan nhản trong cuộc sống. Lúc nhỏ lớn lên thương yêu nhau lắm, nhưng mà khi cha mẹ chết ngã nằm xuống rồi bắt đầu là dòm ngó tới tài sản. Thiệt là đau lòng. Có mấy Phật tử tới kể thì nó thôi nhịn nó đi, con nhường nó đi, bỏ cho rồi. Nhưng mà đa phần người ta không chịu bỏ, ít nhất cũng chia hai. Mà bây giờ không thỏa thuận được chia hai, tại vì có người có công hơn. Tự nhiên khơi khơi ở đâu ra riêng rồi về đây còn dành của, giựt của nó làm sao. Lúc cha mẹ già bệnh không nuôi, đùng qua đẩy lại, thì người nào đó nuôi thì phải được hưởng nhiều hơn. Nhưng mà họ không chịu. Đó quý vị thấy không? Sự thật đó. Thầy mới nói thôi, nó tranh giành của cải, nhưng mà ít nhất nó cũng phải biết thương vợ, thương con của nó. Còn hơn là cái người nó không có biết thương vợ, thương con nữa. Thôi bằng lòng với nó đi, cứ chia đều cho rồi.
Tại vì không có một đồng xu nào của cha mẹ để lại, mình cũng phải sống. Đừng có nhìn vô cái đó. Có lẽ thầy nhìn dưới góc nhìn của người không có tóc. Thầy nói thầy bước chân ra đi, thầy đâu có cái gì đâu, ra khỏi nhà thầy đi vô chùa cũng không có gì hết, tới bây giờ cũng không có gì hết, tóc còn không có, làm gì có cái gì. Cho nên thầy nhìn cuộc sống này nó đơn giản, nó nhẹ nhàng. Nhưng các Phật tử thì nói tụi con khác với sư phụ, một ngày mà bệnh ở nhà thì có thể ngày mai không có gạo ăn rồi. Cho nên tụi con phải tranh đấu, phải tranh giành, phải tìm cách để tồn tại. Thầy nói tranh không lại, đấu không lại, giành không xong thì thôi, đừng có hơn thua nữa. Cho lòng mình bình yên, cho còn có sức khỏe để mình kiếm cái đường khác, kiếm cái phương hướng khác để giải quyết. Chứ nếu không cứ đung đầu vô đó mà hơn thua hoài thì khổ lắm quý vị. Dò sông dò biển dễ dò, đố ai lấy thước mà đo làm người. Câu ca dao này thầy nghĩ ai cũng đọc. Thì đúng như vậy. Ngay cả mà cái khe sâu nhất của đại dương ở Thái Bình Dương, sâu 11 cây số đó, người ta cũng có thể đo được. Ở dưới Thái Bình Dương nó có một cái khe sâu nhất là 11 cây số. Một cái khe núi nằm ở trong lòng biển, sâu thật là sâu. Vì người ta vẫn đo được. Người ta đo bằng bằng chất nổ khoa học hiện đại. Ta thả chất nổ thì cái sự mà kích phát của âm thanh thì người ta mới tính được cái sự khuếch tán đó. Nhưng mà lòng người thì không đo được. Khi Đức Phật còn tại thế có một chuyện xảy ra rất đau lòng với là dòng họ Thích Ca. Đó là vua Tỳ Lu Ly kéo quân chinh phạt thành Ca Tỳ La Vệ. Thì lúc bây giờ Tôn giả Mục Kiền Liên mới khuyên Đức Phật, bạch với Đức Phật là Đức Phật nên ra mặt để mà can gián vua Tỳ Lu Ly. Bởi vì vua Tỳ Lu Ly rất là tin Đức Phật. Đức Phật nó không được. Cái này là cái nghiệp của dòng họ Thích Ca, cho nên phải gánh chịu lấy. Thì Tôn giả Xá Lợi Phất mới gom những người dòng họ Thích Ca đó bỏ vô cái bình bát, đem lên cung trời để tị nạn. Sau khi giặt tan rồi đem bình bát về mở ra thì bình bát nó tan biến hết thành máu. Những người đã chết hết. Thì Đức Phật nó giải thích rằng là trong quá khứ dòng họ Thích Ca có làm một cái chuyện sai lầm. Sự sai lầm này dẫn tới một cái hậu quả thảm khốc đó. Bắt đầu từ sự kiêu ngạo. Dòng họ Thích Ca, tức là dòng họ Sakya đó, dòng họ của Đức Phật, rất kiêu hãnh. Đó là một dòng họ dũng sĩ của phía Bắc Ấn Độ, rất thiện chiến. Rất thiện chiến quý vị. Bách chiến bách thắng. Cho nên trở thành một cái vọng tộc, một cái gọi là một cái gì? Trước đó là kêu là một cái chủng tộc. Chủng tộc gọi là chủng tộc mà cao quý. Mà ở Ấn Độ người ta phân biệt chủng tộc, người ta phân biệt giai cấp, đến bây giờ vẫn còn tồn tại. Cho nên là các cái tiểu quốc á, các cái quốc gia lân cận mà nhỏ nhỏ đó, người ta luôn muốn kết giao hảo với lại đế quốc Ca Tỳ La Vệ. Thứ nhất là để có đồng minh, không bị ai ăn hiếp. Và thứ hai, thực sự cũng được yên ổn. Thì cái đất nước này của cha của Tỳ Lu Ly
Tức là ông nội làm vua thì mới ngỏ lời kết thân với lại Ca Tỳ La Vệ. Thì Ca Tỳ La Vệ ban đầu là không nhận lời, mà không nhận lời thì sỉ nhục, cho nên cuối cùng nhận lời. Nhưng mà khi mà gả thì phải gả công chúa, và dòng họ Thích Ca cho rằng là dòng họ mình là dòng họ tôn quý, không có gả công chúa cho một cái bộ tộc nhỏ như thế, mà đem tỳ nữ của công chúa đi gả. Nhưng mà sự thật này là giấu. Tỳ nữ này cũng đẹp, rất là giống với công chúa, đem gả. Thì khi về nhà chồng thì không ai biết chuyện đó hết, mới sanh ra Tỳ Lưu Ly. Thì suốt một cái khoảng thời gian dài như thế, không có Tỳ Lưu Ly, không có được mẹ dẫn đi về, lớn lên không có được dẫn về quê ngoại. Mà truyền thống của người Ấn Độ là truyền thống mẫu hệ, người ta thường về quê ngoại. Bởi vì thân phận của cô hồng nữ đâu có lạ gì đâu, mà về dòng họ Thích Ca không có lạ cái gì hết. Cho nên thường tìm lý do này lý do nọ xa xôi quá không đi. Cho tới có một lần Tỳ Lưu Ly còn nhỏ đi về. Thì khi đi ra về chào đó, thì có một người mới nói: con của tỳ nữ không đáng. Thì Tỳ Lưu Ly lớn lên hiểu ra được cái sự ghẻ lạnh của bên ngoại dành cho mình. Tại mỗi lần về Ca Tỳ La Vệ không có ai mặn nồng hết, không ai tiếp đón này kia hết, tại vì nó là con của tỳ nữ chứ đâu phải là con của dòng họ đâu. Tìm hiểu ra được sự thật, Tỳ Lưu Ly mới nói rằng ta sẽ rửa mối hận này, sẽ sang bằng Ca Tỳ La Vệ đã sỉ nhục dòng họ của ta. Mẹ ta không có lỗi, nhưng mẹ của ta vẫn là dòng dõi hạ tiện, nô tỳ mà, hậu nữ là dòng dõi hạ tiện, cho nên Tỳ Lưu Ly hận lắm. Có một người mẹ là nô tỳ hận chứ, thân là vương tử, nhưng mà thật sự là lý lịch là như thế thì là làm sao? Xuất phát từ cái sự cao ngạo kiêu mạn mà gây ra cái tai họa đó, cho nên Tỳ Lưu Ly lớn lên hỏi mẹ, mẹ đã kể lại hết tất cả sự thật và biết ra được cái điều này. Cho nên khi cha băng hà Tỳ Lưu Ly lên làm vua, đã kéo quân chinh phạt dòng họ Sakya, giết sạch, một số phải chạy trốn, phải đi tị nạn, giết sạch thôi chứ không có chiếm đất, phá hết kinh thành, giết hết người của dòng họ Thích Ca cho bỏ cái thói kiêu ngạo. Và Đức Phật cũng không can thiệp được với hai chữ nghiệp báo. Và chính bản thân Đức Phật cũng bị nhức đầu trong cái thời gian đó. Đức Phật nói tại vì Đức Phật cũng bị cộng nghiệp trong cái dòng họ Thích Ca, một dòng họ thiện chiến nhưng hết sức là kiêu ngạo. Quý vị xem cái bộ phim mà Đức Phật ha, bộ phim Đức Phật của Ấn Độ đóng đó, quý vị sẽ thấy họ có tái hiện lại những cái cảnh đó, khi mà có sự nhóm họp của các vương quốc đó, vua tịnh phạn là phải ngồi ghế trên đó, chứ không ngồi ghế dưới đó. Ngồi ghế dưới là không ngồi đó, đó là một sự sỉ nhục. Phật dạy chúng ta tu tập đi qua ba giai đoạn: thứ nhất là nghe, thứ hai là tư duy, và thứ ba là thực tập. Cái đó gọi là văn tư tu tam học. Mình nghe để mình suy nghĩ, chứ đâu phải mình nghe cái mình tin liền. Mình suy nghĩ rằng điều họ nói có phải là chân lý hay không. Cái này dưới góc nhìn của Phật giáo thôi, chứ chúng ta không có nói về xã hội. Lời họ nói có phải là chân lý không? Có đem tới sự an lạc đích thực cho mình và cho người mà không có làm đau khổ tổn thương ai hay không? Chúng ta phải suy nghĩ điều này. Bây giờ nè, mình lỡ sai lầm rồi, đã như vậy người thân mình còn nói: mày thấy chưa, tao nói mà mày không nghe, tri nhân tri diện bất tri tâm.
Họa hổ, họa bì, nan họa cốt, tri nhân, tri diện, bất tri tâm. Con mình nó đã đau khổ gần chết vì nó lầm, vì nó tin người, nó thất bại. Mình còn sáng cho nó một câu vậy thì thôi nó tự tử là chắc rồi. Tức là vẽ, vẽ hổ, vẽ da chứ không có vẽ được xương. Chỉ vẽ biết được ở ngoài thôi. Biết người, biết mặt chứ không có biết được lòng. Cho nên có khi á, thầy suy nghĩ như vậy không biết nó có cực đoan không. Chân thành quá mức nó cũng là một cái tội. Mà tin người quá vội đó, nó lại là một cái ngu. Thầy nói như thế này có cực đoan không quý vị? Có không? Chắc chắn là Đức Phật sẽ không có vui. Tại vì mình nói như thế, nó còn nhiều cái ngã chấp, nó còn nhiều cái tham ái, còn nhiều cái sân hận quá. Ai người ta gian kệ họ, mặc họ, chúng ta cứ thẳng một đàn mà đi, phải không? Ai nhiều mưu mô, nhiều cái gian trá, kệ xác họ, ta vẫn là ta tự thọ nào. Nhưng mà trước mắt là nhà tan cửa nát, vợ chồng ly tán, con cái phải nghe đi làm thuê làm mướn, nhà cửa phải bị xiết, vì tin người, vì thiệt thà. Thì đúng là từ cuộc sống thực tế chúng ta thấy người này hơi thiếu suy nghĩ, quá vội vàng. Thầy có quen với một vị Phật tử, chắc quý vị có biết tới Lâm Gia Trang chứ hả? Có biết không? Lâm Gia Trang, một đại gia ở quận 8 ha. Cái chân cầu Nguyễn Văn Cừ á, chạy qua cái đường đó, đường gì quên này, ở bên kia cồn á, là đường gì, Dương Bá Trạc. Thì cái bà chủ đó là bà con với nhà thầy, bà con hơi xa một chút, bà con bên nội thầy hơi xa, gốc ở Châu Đốc đó. Thì quý vị nghĩ đi, 20 mấy năm trước, 25 năm trước, họ mua một cái miếng đất cỡ 10 mẫu phía dưới Họ Bài để làm cái chùa, để tu tập gia đình thôi. Mà quý vị biết cái thời đó mà họ đầu tư làm rất là đẹp, nguyên một 10 mẫu đó là đất đồi không, mà họ làm trồng cỏ hết toàn bộ, cất một cái chùa để gia đình họ tự tu, tự này kia kia nọ. Thì cách đây 3 năm thầy đi vô thầy thăm, tại vì cái ông chủ đó ông bị bệnh nặng, bị ung thư giai đoạn cuối. Thì ông gặp thầy cái ông khóc, cái thầy nói thôi đừng có buồn. Ông nói không còn gì hết, căn nhà này đã cầm là tại vì cầm để lấy tiền đưa cho bạn, thấy bạn khổ quá đưa cho bạn làm ăn. Thầy nói ra không có tiền thì thôi chứ đi cầm nhà ăn chi con, ta phải đóng tiền lãi hàng tháng, mà kéo dài như vậy 3 năm đuối rồi. Một cái căn nhà lớn lắm quý vị biết, bán ra 10 mấy tỷ vẫn chưa đủ trả nợ, trả nợ cho bạn, tức là cho mượn ngân hàng coi như xiết không. Thất vọng, buồn phiền. Rồi con cái thì nó nói thôi ba đừng có suy nghĩ nữa, còn người còn của thì mấy đứa con bắt đầu làm chứ đâu có gì đâu à. Ông cứ tiếc quá. Ông nói ông tin người. Ông thắc mắc là ông nói từ nhỏ tới lớn ông chưa bao giờ ông gian dối với ai một lời, không bao giờ làm ăn buôn bán. Ông nói rất là thật, ông làm thật lắm, cho nên rất thành công. Nhưng mà khi lớn tuổi thì toàn là bị bạn gạt, toàn là bị bạn gạt lừa lấy tiền,
thấy tội nghiệp ta, thấy thương người ta, nó tới nó thưa nó hỏi này kia, nếu không giúp nó thì nó ở tù này kia cái nọ, bị giang hồ chém rồi này kia đủ thứ, cuối cùng phải đi kiếm tiền để cho mượn, mà không có tiền phải đi mượn tiền người khác cho mượn, rồi phải trả lại người ta, trả không nổi bây giờ phải cầm căn nhà, bây giờ chết xong bán căn nhà rồi. Gia đình coi như là rất là khổ sở. Thầy mới nói thôi đừng có buồn, nếu như buồn nữa đó thì nó ảnh hưởng tới cái nghiệp thức của mình trong cái giai đoạn cuối. Thầy mới khuyên với lại cái anh đó, thầy nói thôi đừng có buồn nữa con, phải giữ cái tâm thanh thản, niệm Phật, tụng kinh. Thì cuối cùng thì anh cũng mất, mất rất là tỉnh táo, mấy ngày sau mất thôi. Nhưng mà gia đình chìm xuống trong cái nỗi buồn phiền, không cách nào mà họ có thể giải thoát ra được, do tin người đó. Thầy cũng chiêm nghiệm ra cái câu này, vội vàng tin người quá có khi mình trở thành cái người ngu. Họ sắp đặt một cái vòng quay, hoặc là họ có một cái kế hoạch thì đưa mình vào trong tròng đó, thì rõ ràng là xong rồi họ cũng cười mình đồ ngu. Bây giờ làm sao? Mình cũng niệm Phật chứ làm gì bây giờ? Chứ không lẽ mình đi chửi lộn trừ, phải không? Mình chửi có lại người ta đâu mình chửi. Cho nên thầy thấy cái câu nói này nó hơi cực đoan thật, tại vì nó không có đúng với lại tinh thần từ bi hỷ xả của Đức Phật dạy. Nhưng mình chân thành quá mức thì đúng là có khi nó trở thành một cái tội, và cái tội đó nó gây ra hậu quả nhiều người phải gánh. Mà mình vội vàng, mình tin người quá thì mình trở thành cái người thiếu trí tuệ. Mình nghe cái mình tin liền, trong khi Đức Phật đã dạy rồi, nghe phải suy nghĩ, văn tư tu. Tức là ba cái giai đoạn này rất cần thiết cho một hành giả tu tập. Nghe tin liền là không được rồi, mình phải suy nghĩ về cái điều đó, nó có đúng hay không. Thân cận thiện giả như vụ lộ, trung hành tuy bất thấp y thời thời hữu nhuận. Câu này là trong cái bộ Cảnh Sách của thiền sư Linh Hữu. Ngày nào các thầy ở chùa cũng đọc cái bộ này hết, ăn cơm sáng xong là đọc. Tức là mình gần gũi với lại cái người hiền lương đó, giống như là đi ở trong sương. Tuy rằng nó không ướt áo nhưng mà nó thấm lạnh. Hiệp tập ác giả trưởng ác tri kiến. Còn mình gần gũi giao lưu với cái kẻ ác thì cái tâm ác của mình nó sẽ tăng, cái nghiệp ác của mình bắt đầu chúng ta sẽ gieo tạo. Mình đừng có tưởng mình là Bồ Tát rồi mình đi vô đó mình giáo hóa chúng sanh. Lầm đó nghe con. Mình giáo hóa không lại nó đâu, nó xách đầu mình, nó lôi đi. Mình tưởng là mình thánh thiện, mình vô mình quá độ giang hồ, vô một thời gian mình trùm đại ca luôn. Trời, mình trở thành đại bàng luôn chứ đừng nói đại ca. Mình còn giang hồ hơn nữa. Là do cái tâm bồ đề của chúng ta nó không có. Khi cái tâm bồ đề nó không có thì tất cả những việc làm của chúng ta nó biến thành ma sự hết. Nó bị tham dục chi phối, bị sân hận chi phối. Chứ mình đừng tưởng là mình đi làm đó một thời gian rồi mình quay trở lại tâm thánh thiện của mình ban đầu. Xin thưa trừ Bồ Tát, vì nguyện lực độ sanh. Các ngài có thể đi đến tất cả các cảnh giới, đến tất cả các chúng sanh để mà tu tập, mà không bị nhiễm bởi chúng sanh đó. Quý vị tụng phẩm phổ môn của kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa rồi, quý vị thấy ứng thân của Bồ Tát Quan Thế Âm thấy không? Muốn độ cư sĩ thì hóa thân làm cư sĩ, muốn độ tệ tướng hóa thân làm tệ tướng, muốn độ súc sanh thì làm súc sanh, muốn độ những tỳ kheo ni bà la môn thì các thì Bồ Tát đều hiện làm cái thân đó. Các ngài theo nguyện lực mà độ sanh, đến nó độ xong rồi các ngài là đi tiếp độ chúng sanh khác. Trong cái vòng mà đến độ sanh rồi rời đi, không rời bản tánh chân như. Tại vì các ngài đến từ tâm nguyện, đến từ cái bản tâm trong sáng. Còn mình đến vì cái gì? Vì tham,
vì sân, vì ekip, vì lợi ích nhóm, phải không? Cho nên là mày không phải nhóm tao, thôi mày giang ra, mày nhóm kia mày qua bên kia. Ở trong thiền sử có ghi là một câu chuyện, thầy có đọc mà thầy quên cái thời điểm. Cái sự tu tập của hai thầy trò ở một thiền viện nọ, xin lỗi không phải một thiền viện đâu, một cái hang nhỏ ở trong núi sâu. Bởi vì vị thầy này nguyên là một tiến sĩ, nhưng mà chán cái cảnh hơn thua tranh danh đoạt lợi của người đời, cho nên treo ấn từ quan. Trường danh lợi lăng xăng lui tới, án công hầu sớm tối đua chen. Cho nên vị tiến sĩ này mới xin được về quê để ở ẩn. Thì về quê dạy học một thời gian thôi, rồi đi xuất gia tu tập. Khi thiền sư này xuất gia tu tập cũng không có ra ngoài. Cuối cùng là một bữa nọ, ông đi ra ngoài thôn sớm để hóa duyên, tức là để xin một ít gạo. Một tháng thì đi một lần. Thì trên đường đi thì bắt gặp một đứa nhỏ, không biết cha mẹ ở đâu, bỏ đứa nhỏ đổ que nằm khóc ở bên đường. Thế là từ đó thiền sư có con, ông thầy có con. Con ai đem bỏ chỗ này, con ai không biết con thầy thầy nuôi. Thì cũng xảy ra điều tiếng, tại vì ông thầy thiền sư này, mình gọi là thiền sư thôi chứ cũng không có già, mới có ba mấy 40 tuổi à, cũng còn phong độ, cũng còn đẹp, còn rất là đẹp mà có tài nè, học giỏi nè. Nhưng mà người ta ít nghe ông nói, nhưng mà ông nói rất là đạo lý. Tự nhiên bây giờ bồng đứa nhỏ, thế là miệng đời thị phi, không biết con ai đây, trời, ông này ông tu có ngon lành không ta. Thế là người đa phần người ta thấy ông thầy đó, người ta dòm, người ta ngó, bắt đầu người ta bình phẩm, người ta dị nghị đủ thứ hết. Ngày tháng đi qua, tới khi chú Tiểu này lớn lên trở thành một ông thầy. Ông thầy này cũng đẹp, cũng hảo tướng. Lúc đó ông thiền sư già rồi, 60 tuổi rồi, không có đi làng xuống làng nữa. Thì ông thầy trẻ này thay thầy mình đi xuống làng để hóa duyên. Thì khi ông thầy trẻ này đi xuống làng hóa duyên thì ông thấy có nhiều cái lạ lắm. Đặc biệt là thấy có nhiều người nhìn cười. Và ông thầy này về núi, thỉnh thoảng lại nhớ nụ cười của người ấy. Chết dịch rồi con, tu gì nói. Anh hùng không qua được ải mỹ nhân á. Cái người đệ tử mới kể với sư phụ là: thưa sư phụ, con đi xuống núi, con gặp cái cô đó, cổ cứ theo con, cổ cười hoài à, con không có nói chuyện, nhưng mà sao con về con cứ nhớ hoài cái nụ cười của cổ. Sư phụ là ổng hồi hộp rồi, ổng lo rồi. Sư phụ nói: cái đó nguy hiểm lắm con. Ông thầy đệ tử chú Tiểu mà ông nói: con thấy hiền khô à sư phụ, thấy cô ấy cười hiền khô à, chứ đâu có nguy hiểm. Cọp sói đồ trong rừng này mới nguy hiểm. Sư phụ nói: nó ghê hơn cọp nữa con, cọp chợ là ghê hơn cọp rừng. Chú Tiểu cũng cứ dửng dưng bình thường. Nhưng mà càng ngày cái nỗi nhớ nó càng lớn lên. Thế là chú bỏ ăn, chú buồn, chú hay ra một cái góc núi nhìn về phía chợ xa. Cuối cùng chú rời khỏi thầy của mình, rời khỏi thầy mình để đi theo tiếng gọi. Thầy, mấy chú đệ tử đông vậy thầy cũng rầu. Không biết mai này trong nhóm tăng sinh ấy có kẻ theo đời bỏ áo tu.
Cũng có một vài người cũng rớt đài rồi đó. Chú đi thì ông thầy không biết, thì cái năng lực tu tập của chú nó không có nhiều, cho nên là chú không có cưỡng chế được đối với lại một chàng thanh niên mới lớn. Ông thầy không có đi tìm, bẵng đi một thời gian chú quay trở lại tơi tả te tua tàn tạ như là cái sơ mướp chùa nồi, nó rách bươn ra như thế, đầy hận thù. Gầm 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 đi vô, không thèm chào ông sư phụ. Ông sư phụ gặp cũng không thèm chào. Thế là chú cũng đứng ra góc núi nhìn về phía chợ xa. Nhưng cái nhìn cũng 10 năm sau này nó khác hẳn. Ngày trước thì nhìn với vẻ háo hức muốn khám phá, còn bây giờ nhìn với sự quán thù trách móc. Sư phụ ông lấy cây ông quánh cho một trận tơi bời qua lá. Nhưng mà ông già rồi ông quánh đâu có đau. Cái thằng quỷ này bây giờ nó khỏe mạnh hơn, nó gồng lên nó chịu được hết. Nó cứ hỏi tại sao, tại sao. Ông chẳng trả lời, ông chỉ đánh thôi. Chú cứ tưởng rằng là cuộc đời màu hồng và nụ cười đó sẽ là những cánh hoa mềm mại thơm ngát tặng cho chú. Không ngờ người đàn bà đó phản bội. Chú hận. Chú đem cái tâm rách nát đó, hận thù đó trở về. Và ông sư phụ đang làm trách nhiệm tẩy hết đi những cái hận thù đó. Ông thầy đánh chú và nói rằng không có ai trên cuộc đời này để mình trách hết, mà hãy tự trách bản thân mình. Thì chú hỏi tại sao? Tại sao con sống chân tình mà cô ấy phản bội con? Ông thầy nói tại vì tham dục của con, tại vì con quá tin người. Con đâu biết được rằng cuộc đời này sắc là không, không là sắc, có đó rồi mất đó. Chú khóc trong nỗi chán chường thống hận. Ông thầy khai thị không có hận ai hết, mà hãy hận bản thân mình không có trí tuệ, là kẻ ngu muội. Sau đó thì ông thầy qua đời. Chú ở lại tu tập. Chú thề suốt đời không bước chân xuống núi. Chú hận cuộc đời. Nói trắng ra là hận đờn bà. Cho mấy cô chăm chú ghê, nín thở nghe câu chuyện này. Sư phụ không còn nữa, nhưng lòng chú vẫn còn hận. Nhất định không xuống núi, không gặp ai nữa. Tu chừng nào chết thôi. Thế gian này toàn là gian dối, toàn là giả tạo. Lòng người không suy lường được. Người nói thương ta, người nói yêu ta, tại sao bây giờ lời nói đó lại dành cho người khác? Chú bất ngờ quá, một chú tiểu thơ ngay lớn lên trong sáng quá mà. Làm sao biết được cái cuộc đời này nó có nhiều cái trái ngang, có nhiều cái sự đổi thay như vậy. Cho nên chú hận. Nhưng mà đâu phải hận đời là được yên đâu con. 10 năm sau, trời ơi, không biết bà đâu bà lọ mọ bà kiếm tới. Đố quý vị tìm tới ông thầy này để làm cái gì? Con đoán thử coi. Người ngồi thứ hai nè, còn trẻ hơn, con đoán thử coi. Tặng thầy đứa con.
Trời, ông này em chắc cũng coi phim Xuân Hạ Thu Đông rồi lại Xuân. Không phải, trật đường rầy, mời anh kế bên. Già dặn hơn, kinh nghiệm tình trường hơn. Đố con cô gái ấy tới để làm gì? Xin lỗi, người phụ nữ này tới tìm ông thầy này để làm gì? Xin lỗi, xin quay về. Quay về làm gì? Làm công quả à? Ông này có kinh nghiệm hơn cho nên nó khác. Đúng rồi, cô đó có tới cô xin tạ lỗi. Ông thầy lạnh lùng, không nhận. Không nhận lời tạ lỗi của người xưa. Cô đó có quỳ hoài, cuối cùng hỏi tại sao? Tại người ấy phản bội tôi, cho nên tôi nhận ra rằng ông là người đàn ông duy nhất yêu thương tôi trên cuộc đời này. Tôi tới đây chỉ xin cầu được tạ lỗi mà thôi, chứ không cầu gì khác. Hết phim. Chưa hết. Đúng rồi, vậy ông thầy đang tha không? Tha không? Thầy là không tha. Hận kẻ bạc tình. Ông thầy không tha. Ông thầy trong chuyện không tha. Trời, mấy cô vỗ tay. Thì trong câu chuyện là ông thầy ông tha. Ông nói thôi cô đi về đi, chuyện xưa đừng nhắc lại nữa, tôi đã quên rồi. Tôi đã quên cô, nhưng tôi không có quên cái sự phản bội của cô. Tôi đã không còn hận thù, tôi chỉ tự trách bản thân của mình. Thì cô này cô nói tôi chỉ mong được đón nhận sự tha thứ mà thôi. Còn tôi không tha thứ cho bản thân tôi. Cô này nói như thế. Cô quay lưng đi ra. Gieo mình xuống vực thẳm. Tự tử chết. Để cho tự mình cảm thấy bằng lòng với lại cái hình phạt đích đáng. Nghe buồn quá phải không quý vị? Đố quý vị có đứa nhỏ nào không? Có không? Có đâu có. Có là thầy kể rồi. Vậy mà cũng không đón ra được. Tưởng đâu phim Xuân Hạ Thu Đông rồi lại Xuân à. Đó quý vị thấy. Câu chuyện này thầy đọc, có đọc một câu chuyện của một pháp sư ở Đài Loan viết rồi dịch ra. Thì cái ông thầy này mới là cái người đau khổ. Khi cái người phụ nữ này xử lý nhanh quá, cổ quay lưng là cổ lao xuống vực sâu liền. Ông thầy phải đi lo mai táng. Thì ông ngồi sám hối trước Phật. Ông mới đặt ra những cái giả thuyết. Nếu như ông không quay trở về hận thù, mà ông tiếp tục để mà năn nỉ, thì cô này sẽ như thế nào? Nếu như ông không có nghiêm khắc, vì trong lòng cũng còn một chút gì đó vấn vương với người xưa, để cho cô này một cơ hội thì cô này không có chết. Và nếu như cô này còn sống thì liệu cô này có để cho ổng yên để tu nữa không, hay trở thành ma đăng già tập 2? Ổng cứ đặt ra những cái giả thuyết liên tục. Ổng không chịu nổi những cái suy nghĩ đó, cuối cùng ổng hét lên một cái, ổng kêu trời ơi. Cái ông ngộ đạo, ông hét lên giữa núi rừng kêu trời ơi. Ngay lúc đó ông ngộ đạo. Vậy ông ngộ gì? Đạo gì để ông ngộ? Một tiếng hét gõ tan tất cả những trần tâm phiền não.
Một tiếng kêu có thể thẩm thấu nơi tầng sâu thẳm nhất trong tâm của ông, để ông biết được tham ái là cội nguồn của đau khổ. Trong tâm ông vẫn còn vướng lụy một chút, cho nên ông mới đặt ra những cái suy nghĩ giả thuyết đó. Còn ông hiểu được nó là nhân, là duyên, là quả, một cái chuỗi đó thì không có gì hết. Hãy gió thổi thì lá bay, hãy mùa thu tới thì lá nó thay màu. Chuyện đó bình thường, nó là tự nhiên, nó là nhân duyên, nó là quả báo. Ông hiểu được tất cả những cái ông đau khổ mà từ bấy lâu nay, dù đã trở về chùa, đã sám hối, đã tu tập nghiêm túc, nhưng mà cái tâm vi tế phiền não của ông nó còn lại. Tưởng mọi chuyện đã yên rồi, nhưng mà tại sao người đàn bà này xuất hiện, lòng ông lại dậy sóng? Chứng tỏ lòng ông chưa yên. Ông mới đặt ra nhiều câu hỏi như thế là tâm của ông quá phiền não. Hét lên một câu, hét lên cho thấu trời. Nhưng mà chính cái tiếng hét đó, nó làm vỡ vụn hết tất cả những thứ phiền não. Trước đây ông biết được ái dục là cội gốc phiền não, là biết trên lý thuyết. Nhưng bây giờ ông biết cái điều đó là do cái sự trải nghiệm của mình. Chỉ trong khoảnh khắc đó ông mới cảm nhận được và hiểu được. Cho nên thưa với lại quý vị, trên đời này khó đoán nhất là tâm tư của người khác, khó điều khiển nhất là tình cảm của chính mình, và khó giữ nhất khi lòng người thay đổi. Có phải không quý vị? Thưa với lại quý vị, thực ra lòng người còn khó đoán định hơn tất cả. Họ mỉm cười, chưa chắc họ coi ta là bạn. Phải không quý vị? Đúng là như thế. Họ chia sẻ những lời tâm sự của mình, điều đó chưa chắc là họ là người đồng cảm và sẵn sàng là kẻ đồng hành của mình. Và có khi họ sẽ đem đi bỏ sỉ lại cho người khác. Mà bây giờ đi bỏ sỉ dễ thương lắm, một cái gõ nhẹ thôi cả thế giới đều biết. Có khi mình sẽ trở thành đối tượng tán gẫu của họ, nhưng điều đó họ không hề biết, họ đang làm tổn thương mình. Cho nên vội, đừng vội tin người, đừng vội tâm sự với người, đừng vội móc hết ruột ra gan ra để đưa cho người. Họ mỉm cười, chúng ta đón nhận tới đó hết, mình mỉm cười lại, coi như là người học Phật với người học Phật. Chúng ta lịch sự, chúng ta đàng hoàng, chúng ta tử tế trong cư xử, không tôn trọng, không xét nét. Nhưng tôi chưa có vội vàng, vì tôi chưa biết chắc được rằng anh có thật sự tốt với tôi sau nụ cười đó hay không? Bạn có thật sự hết lòng với tôi sau nụ cười này không? Hay nó ẩn tàng một mưu toan? Mình không dè dặt bất kỳ một điều gì để mình nghĩ xấu ai, nhưng tốt nhất chúng ta không có để cho mình phải khổ thêm bởi những điều không đáng. Bởi sao? Thông thường mình mong đợi người đời sẽ tử tế với mình, và chắc chắn là chúng ta đưa ra cái lý do là tôi cũng tử tế với bạn, thì bạn phải tử tế với mình. Cái đó không phải là công thức. Phải không quý vị? Chưa chắc đâu. Tôi tốt với anh nhưng mà chưa chắc anh tốt với tôi. Mà mình luôn đều cứ đòi hỏi, đây là một cái sai lầm. Đây là cái sai lầm của chúng ta. Cho nên cái khổ là từ cái đòi hỏi này, từ cái mong mỏi này. Hãy mình hiền với người đó là mình bắt người đó phải hiền với mình. Và mình nghĩ rằng nó là một lập trình, nó là một mặc định. Xin thưa là không. Vì sao? Vô thường. Trong cuộc đời này không có chuyện gì mà nó không xảy ra hết. Và chúng ta đừng nuôi cái hy vọng đó và bắt buộc họ phải tốt với mình. Cho nên các vị đừng có trách móc là tại sao là đối xử với tôi như thế này, tại sao phải đối xử với tôi như thế kia. Tại vì mình đặt ra một cái điều kiện là tôi tốt với anh phải tốt với tôi, tôi tốt với em phải tốt với tôi.
Chuyện đó không phải là một công thức chắc chắn, thưa quý vị. Thầy có đọc một câu chuyện, người ta nói rằng nếu như mình mà tử tế với người nào đó và mình tin chắc rằng họ sẽ tử tế lại với mình, thì cái hành động này cũng giống như mình đang thu người ngồi lại, mà đối diện với mình đó là một con sư tử, nó không ăn thịt mình. Chúng ta thu mình với lý do tôi không ăn thịt sư tử thì sư tử sẽ không ăn thịt mình. Một cái so sánh này thầy thấy rất sinh động và rất hay. Chắc không? Mình không ăn thịt nó không ăn thịt mình à? Lầm rồi con. Nó nhai xương luôn, chứ đừng nói mà nó ăn thịt không. Chẳng những thế mà nó thịt mình nó còn chia cho bạn nó nữa kìa. Đó. Chúng ta có một cái chủ quan, theo cái suy nghĩ của mình là rằng mình tốt thì họ phải tốt với mình. Không, không thể như thế. Cái đó có xảy ra, nhưng nó không phải là một nguyên tắc. Nó không phải là một cái chắc chắn. Tại vì sao? Tại vì khi mình đối xử tốt với người đó, mình có một cái tham chấp. Và mình có một cái sự đòi hỏi, họ phải tốt với mình. Đức Phật dạy chúng ta sống tốt, không phải để đòi hỏi. Cho nên chúng ta không có khổ, là tại vì khi chúng ta sống trải lòng, chúng ta không có ngã chấp, không có đối tượng, không năng, không sợ, không có cái sự so sánh, không có một cái yêu cầu gì. Hay nói khác hơn, chúng ta đang thực tập một cái công hạnh rất là lớn, đó là vô cầu. Chúng ta làm mà chúng ta không cầu. Trong tất cả các hạnh mà đều có cái tâm vô cầu tham gia thì công hạnh đó sẽ đạt tới đỉnh cao, Đức Phật gọi là Ba La Mật. Từ tu tập, bố thí, cúng dường, cư xử, giao du, chúng ta không đòi hỏi họ thì chúng ta sẽ không bao giờ khổ. Đức Phật dạy chúng ta rất là rõ ràng, thi ân bất cầu báo, tức là không cần họ đền đáp mình, họ đối xử tốt với mình. Chuyện mình tốt là phải tốt, mình sống chân thật là phải chân thật. Chứ điều đó không có nghĩa rằng chúng ta chân thật là người đó phải chân thật lại với mình. Mình tốt với họ là họ phải cư xử tốt với mình. Chúng ta không đặt lên cái ngã chấp, cái đòi hỏi, cái tham ái, thì tự nhiên họ đối xử tệ hay đối xử tốt với mình cũng như là gió thoảng là mây bay. Người như thế sẽ không có đau khổ. Cuộc sống vốn dĩ không có công bằng, thưa quý vị. Chúng ta hãy học cách thích ứng, chứ đừng có thu mình lại ngồi đó mà nói rằng tôi không ăn thịt sư tử thì sư tử nó sẽ không ăn thịt mình. Cái này sai lầm. Chúng ta thực tập theo lời Phật dạy, chúng ta hiểu rõ tất cả các vấn đề. Cuộc sống vô thường, chi phối mình, chi phối người đối diện. Cho nên chúng ta không có dạy gì mà chúng ta phải tạo thêm những cái nghiệp bất thiện bởi tham chấp, bởi sân si. Chúng ta cứ sống đúng với tâm nguyện trong sáng của mình, rồi cuộc đời sẽ rất công bằng trên dòng nhân quả. Cho nên chúng ta tập được như vậy, chúng ta sẽ có thể tạm bình yên đối với lại lòng người.